Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series review và phân tích Dragon Ball Super trên channel Shonen Action. Dragon Ball Super hiện nay đang đi đến những tập phim cuối cùng trong saga giải đấu 12 vũ trụ. Hiện đã có những tin tức được tiết lộ mới nhất về các tập phim tiếp theo, nhưng đây sẽ là các tiết lộ có phần nhiều về các chi tiết sắp diễn ra. Các spoiler này sẽ có làm giảm đi sức kịch tính của bộ phim. Điều này các bạn sẽ phải cân nhắc có nên xem hay không. Tập 128 với nội dung và tiêu đề được tiết lộ, kiêu hãnh cho đến phút cuối cùng, Vegeta bị loại. Jiren bất khả chiến bại, nhìn thấy Goku thương tích đầy mình, Vegeta đơn độc chiến đấu với Jiren. Mặc dù Vegeta dám đương đầu với đợt công kích dữ dội của Jiren, anh vẫn tiếp tục chiến đấu với lòng kiêu hãnh của người Saiyan, nhưng Goku tuần này quan sát trận đấu ác liệt của Vegeta một cách chăm chú. Goku quan sát kỹ thuật trận đấu của Vegeta, Goku đang nghĩ gì? Liệu anh có kịp hồi phục để chiến đấu với Jiren thêm một lần nữa không? Một bản spoiler thứ hai. Nhờ có số 17 hy sinh bản thân mình để trợ giúp Goku và Vegeta, hai người họ đã tránh được đòn tấn công với Jiren. Tuy nhiên, Goku ngã quỵ vì kiệt sức để cho Vegeta phải đơn độc đối mặt với Jiren. Một bản spoiler thứ ba. Vegeta đã gần tới giới hạn của thể lực. Hiện tại, anh chỉ có thể tiếp tục chiến đấu nhờ vào sức mạnh ý chí, nhưng Jiren chuẩn bị ra đòn kết liễu. Do đó, chỉ còn Goku và Jiren còn ở lại trên võ đài. Ngay sau đó, có một sự biến đổi đến từ cặp mắt của Goku. Qua những tin tức được tiết lộ mới này về tập 128 thì rõ ràng về một gợi ý từ spoiler rằng sẽ loại bỏ một chiến binh quan trọng của vũ trụ thứ 7 với tiêu đề kiêu hãnh cho đến phút cuối cùng, Vegeta bị loại. Vậy là chiến binh đó sẽ là hoàng tử Vegeta, người sẽ bị loại khỏi giải đấu sức mạnh sau những nỗ lực bất chấp tính mạng của mình để loại bỏ thần hủy diệt Tobo. Vegeta đã làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn chiến thắng của vũ trụ thứ 11. Trong tập gần nhất, tập 126 thì Tobo đã trải qua một quá trình biến đổi và trở thành một vị thần hủy diệt với năng lượng Hakai mạnh mẽ. Trước tình thế nguy hiểm cho vũ trụ thứ 7 thì Vegeta đã nhận nhiệm vụ solo chiến đấu với Tobo và loại bỏ được Tobo dưới nỗ lực đốt cháy sinh mạng của mình. Ngoài ra, trong giải đấu sức mạnh lần này, Vegeta thậm chí còn có một hình thức mới của Super Saiyan Blue. Nhưng mặc dù có trạng thái mới này, nhưng Vegeta vẫn không thể áp đảo được Jiren. Với các bản spoiler có thể nhận định được rằng Son Goku và Vegeta đối mặt với Jiren trong khi cả hai người thương tích đầy mình, nhưng đòn tấn công của họ không gây ra bất cứ tổn hại nào cho Jiren và cả hai người họ dần dần kiệt sức. Trong khi đó, sau một thời gian đứng ngoài cuộc chiến quan sát tình hình, số 17 lén lút tiếp cận Jiren. Với việc Aron số 17 dù bị thương nhưng vẫn trợ giúp được Vegeta và Goku chiến đấu chống lại Jiren cũng chỉ là một cách thức để giảm thiểu khả năng bị loại cho Goku và Vegeta. Khi mà trong những hình ảnh xem trước tập 127 đã cho thấy Aron số 17 đã dùng tất cả sức lực dựng một lá chắn hy sinh cả bản thân mình để cả Goku và Vegeta tránh được đòn đó. Có lẽ số 17 đã bị loại, nhưng Goku cũng bị kiệt sức và chỉ còn Vegeta còn có thể đối mặt với Jiren. Việc Goku không còn sức lực chiến đấu nữa và Vegeta buộc phải đơn độc chiến đấu với Jiren, điều này giống với hồi Buu Saga khi Vegeta khiêu chiến với Kid Buu để Goku có thời gian hồi phục sức lực. Mặc dù Vegeta biết anh không thể đánh bại được Jiren nhưng vẫn liều mạng khiêu chiến chỉ để Goku có được chút thời gian hồi phục thể lực. Vegeta hiểu rằng trạng thái mới của mình không thể đả thương được Jiren, kể cả đó tấn công liều mạng cũng chỉ là gục được thần hủy diệt Tobo là cố gắng lắm rồi. Vì thế mọi hy vọng sẽ được dồn vào cho Goku với trạng thái Ultra Instinct. Đây có thể được coi là quyết định đúng đắn của Vegeta. Ngoài ra đây sẽ là một trong những trận chiến hay nhất của Vegeta, bởi lẽ anh đã đốt cháy sinh mệnh dồn toàn lực để hạ gục được một thần hủy diệt trong tập 126 và sắp tới cũng dùng cả tính mạng để cầm chân đối thủ mạnh nhất. Trước đây, Vegeta đã công nhận Goku là mạnh mẽ hơn và cũng liều mạng để câu giờ cho Goku, đem lại chiến thắng cho trái đất trước Kid Buu. Giờ cũng tình cảnh như vậy, trao cơ hội cho Goku Ultra Instinct. Đây sẽ là một tập phim đẹp mắt cho người hâm mộ Vegeta và người hâm mộ bộ phim Dragon Ball. Chúng ta sẽ tự hào về người hùng này, hoàng tử người Saiyan. Hãy chú ý đón xem. Ngoài ra mình có một số thông báo. Hiện nay channel Shonen Action đang gặp một số trục trặc về vấn đề video upload trên kênh. Vì thế mình tạm thời sẽ upload những video phân tích và review trên channel Vegito DBS. Mọi người hãy ấn đăng ký để theo dõi sớm nhất những video này nhé. Còn video trên Shonen Action vẫn sẽ được đăng tải, nhưng chậm hơn một thời gian. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ nhấn like, subscribe để được đẹp trai và xinh gái hơn. Và tham gia vào đại gia đình Shonen nhé. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.